mà đem bánh này tới và thắp hương cho chú. Mà con biết là không luôn, không có hẹn lịch trước, không có nhắn tin, không nhắn tin mà cũng không có gọi luôn. Chỉ có đi ngang shop là shop kêu không nào? Shop của chị có shop gọi là nói là hỏi là gì mình ở đâu, gì mình nói ở Nghi Trang chỗ chú Du Linh thì người ta đem tới đây thôi. Nói là bánh kem rau câu, bánh kem rau câu cũng chú bây giờ hai cái bánh kem luôn. Bánh kem thô siêu to luôn, chú tiểu à, bánh kem tiểu. Tao để anh, tao anh sắp xếp vậy hả, để lên cho chú. Đây là bây giờ còn cái chỗ nào để nữa bánh kem đó mới cũng mới cũng kỳ luôn, mới cũng khổng lồ luôn á. Cái ghế có một cái ghế để em làm phụ nó, lấy cái ghế bỏ trước đó. Đây bánh khổng lồ luôn á, quay cho cả nhà thấy luôn. Wow, bánh này bánh kem có cái đàn piano nữa, vậy là có cái đàn xuống dưới rồi, chú vừa ca vừa đàn luôn á. Bánh kem nha cả nhà, đây bánh kem hình cái đàn nha mọi người. Bánh kem hình đàn nha. Chú Tiểu sẽ đem bánh lên nha. Đây là giờ đây hai cái luôn á cô chú anh chị, hai cái bánh kem là bánh kem mà rau câu á. Nói chung quyện khán giả này là Duy Minh không biết luôn. Hai cái luôn chứ bánh kem. Khán giả này là Duy Minh không biết luôn. Thôi nó kìa. Cái bánh hai cái bánh nha cả nhà. Bên kia là cái bánh hình đàn piano. Bánh kem nhưng mà bánh này là bằng rau câu, cho nó là rau câu đúng không? Cho nó có cái tá hình. Ủa cái này là cái wow. Cái này là hình gì? Hình gì? Hẹn tao. Nếu có kiếp sinh đây nè. Hẹn tao ngộ. Hẹn tao ngộ. Nếu có kiếp sinh. 2043 luôn. Wow, cái bánh nè. Ủa cái bánh to ghê luôn á. Bánh to quá to. Nói kỹ càng ha. Lên vào năm 2043 sẽ gặp lại nè. 20 năm nữa hả? Đó. Vậy là chỉ có mong ước là 20 năm nữa thôi à. 20 năm nữa thôi à. Sẽ gặp lại chú. Để đó luôn anh, để đó luôn. Bánh này để mà ngoài nắng là sao xíu là nó chảy nha. Bánh này không biết rau câu rồi, chắc không rau câu không chảy. Không chảy hả? Đâu ơi, rau câu đẹp quá cậu ơi. Người ta tặng rau câu á. À vậy hả? Cái bánh kem này chảy. Ờ. Mới đem lại luôn cậu. Thảo là cái chuyện kìa. Dữ lắm cậu ơi. Ai cũng yêu mến chú Vũ Lê cậu vô năm hết á. Rồi để tạm lên đây đi. Bánh kem mới đem tới luôn, shipper mới đem tới luôn. Ồ có cái cây nữa nè, cái cây làm đẹp quá cậu ơi. Này quay cái máy ra luôn, tháo xé ra luôn. Đó. Wow. Rồi trên dòng chữ là đề lại hẹn cậu Năm Vũ Linh vào 2043, có nghĩa 20 năm sau á cậu. Là người này ta hẹn cậu Năm Vũ Linh ở dưới á. Ở trên này. Ở trên này gì? Ở dưới. Nó 2043. Kìa, nếu có kiếp license là ngon quá, ngon trở rồi. Lại á. À lại à. Ngon quá ngon cậu ơi. Để mình tháo cái này ra luôn, nhìn nó mới lịch sự. Rồi tháo ra liền. Đẹp quá đẹp rồi. Cái này là bánh rau câu nha mọi người, chứ không phải là bánh kem. Rau câu nha. Rau câu nhưng mà hình bánh kem. Rất là đẹp. Có gì được không mấy anh chị? Đẹp rồi, đẹp rồi. Rồi bên đây nữa. Bên đây tháo ra nữa. Bánh kem quá quá luôn. Đẹp như thế này luôn á. Rồi cái bánh thứ hai nha mọi người. Để cua cái bánh đàn piano ra. Bên kia là cái đàn, cho nó là có hình cái đàn là piano. Bên kia là bông hoa phải không? Giống như cái thiệp cái đàn nhang nó rớt xuống. Nó bay. Ê, nó, ấy là anh đeo cái cây nhang lên trước đây, nó rớt xuống bánh nè. Mình kéo này xuống. Kéo ra xíu. Kéo ra chút xíu ngay nè. Cái tàn nhang nó rớt vô bánh đó. Gió đó. Theo cái hiệu chiều gió thì mình để đây. Ai coi chừng ngã anh ơi. Mình để phía trước tí xíu ra anh ơi. Rồi ra luôn. Rồi ơi. Chú Tiểu vô, chú Tiểu chụp hình quay phim lại. Gửi cho cậu. Cái kia là cũng đã lấy ra luôn, để cắm cái quá đẹp quá đẹp. Wow, ơi, bánh kem quá đẹp. Bánh kem nó đẹp à, cái đờn cái đàn. Chú Tiểu thấy thấy sao? Được. Hay rồi. Một bên là cái đàn guitar. Một chữ nữa hả? Bánh này. Một bên á là cái đàn piano. Trắng quá đẹp ha. Nói chung là hai cái này luôn nhìn nó rất là ý nghĩa luôn. Thảo luôn nhìn nó đẹp. Có chữ, phát hiện có chữ rồi. Chữ gì? Để coi, có. Hương vị của tình yêu. Phải không? Hương vị tình yêu. Có bạn phiên không dịch luôn đó nha. Không quá dữ. Phải không? Cái khả năng ngôn ngữ của anh. Cũng đỉnh rồi đúng không? Hơn Trần đỉnh rồi. Quá đỉnh luôn á, mà không biết cái đúng hay sai đó. Mình phải phân tích lại ha. Xem lại coi đúng hay sai nha. Nó quay cận cảnh rồi cho em. Cái gì? Nói chung là có tình yêu gì trong đó. Hương vị ở gì, vị nếm gì đó. Tình yêu. Cái bánh. Bên kia quá đẹp đi cả nhà. Đẹp quá, hình cái đàn đẹp. Phải nói hai cái dây bánh kem rau câu này rất là đẹp ha. Làm rất là tỉ mỉ ha. Bánh làm tỉ mỉ.
hai cái bánh. Đem tới hai cái bánh kem. Cắt ra bỏ dĩa luôn. Rồi cắt vậy. Cắt luôn hả? Cắt ra luôn. Cậu luôn đi, mình đã để đặt trước rồi. Em á ham nghĩa. Mình nên để cái bánh kem kia xuống ghế luôn, lấy cái hộp ra cho nó hai cái bánh kem nó bằng nhau. Ta luôn hết ta. Không bằng được đâu, tại một bên ghế một bên bánh kem không mà chứ bò lên lớp đâu mà. Cái này đang ở trên đèn nó cái lên. Có à? Có anh. Có không? Cậu. Bánh kem không đâu. Cậu thấy rồi, cậu cộng rồi. Đúng rồi, anh xúc động. Cháy rồi, lửa cháy rồi, lên lửa rồi. Cháy rồi, cậu rồi, cậu xúc động. Rồi bây giờ thì đó. Cháy cháy luôn rồi, xúc động rồi. Cháy cháy luôn à mọi người ơi. Trời ơi, nứt cái ly luôn. Cậu về hay gì rồi? Rồi, đem về coi nè. Đang cày cháy luôn mọi người. Quá dữ rồi. Nó bị nứt cái ly chứ không phải cháy, cháy đâu phải cháy rồi. Nứt cái ly thôi. Nứt cái ly mà cháy trong quá trời đây nè. Tại vì nó tàn rồi, nó hết rồi. Nói chung là trước khi mà Duy Minh cắt bánh kem thì Duy Minh cũng là rất cảm ơn một quý vị khán giả đã có cái tấm lòng gửi đến cho chú cũng như là gọi mượn Duy Minh là đem hai cái bánh kem này đến đây để là thắp hương và dâng giấy mà cầu nguyện cho chú được siêu thanh về miền, siêu thoát về miền cực lạc. Thì Duy Minh xin cắt những cái miếng bánh nhỏ ra cho là chú để dùng mà mời các vị các vị thủ thành thủ địa ở đây cũng về dùng chung các, luôn. Các mời cho cô Hinh Trung Huệ miếng gì hả? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, Khang nói đúng á. Đây là chú cũng cũng là em nhà em của cô Hinh Trung Huệ là cũng rồi. Rồi cái cây kia hả? Cây hết rồi. Rồi là cùng chung gần nhau và đậu cầu quá ngon luôn rồi. Nó tới 2-3 tầng nữa mọi người ơi. Cái bánh kem thì khoảng 40 thùng để 50 thùng gì đó. Có Nhân ở dưới nó có Nhân này nhưng mới ngon nè. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Trong cái phải nói cô Mai quá. Cậu rất là đặc biệt, độc quyền. Cậu ghê rồi qua cô bánh đậu cầu. Từ nhỏ đến lớn giờ mới thấy cái bánh kem đậu cầu này. Từ nhỏ tới lớn em cũng thấy mới cái nhà. Mời cô anh nhiều lắm. Cái độc quyền quá. Võ hậu quả của con luôn kìa. Mà em nghĩ là sắp tới đây là chạy mình nhiều chuyện vui ở bộ phần của chú Cô Linh luôn. Không có biết tên luôn nha cả nhà. Chỉ nghe bên phía để có những cái độc quyền độc lạ ha. Bây giờ chiếu vô cái phần nhân cho mọi người xem nè. Nói chung sẽ có một cái lãng hoa khủng nữa. Lãng hoa rất là khủng luôn. Khủng nữa, phải chạy ô tô. Ờ, chạy bằng ô tô chứ không chứ không phải chạy bằng xe máy nữa đó. Trong ngày hôm nay đó. Ngày hôm nay anh. Ừ. Thì là nói là cái năm hôm nay là nó khủng luôn. Xin chắc là sẽ được sẽ ra cả nha. Tại vì bên trong là bánh lăng với lại cao cao. Cậu không biết giờ mình để đâu không biết. Thì cái này cậu để cho cậu nè. Giờ mình để cậu để bên đi bắt ra đầu câu ơi, phù hộ cho tụi con cũng như là phù hộ cho vị khán giả và tặng cậu hai cái bánh kem đầu câu này. Mình chúc chị dồi dào sức khỏe, cảm ơn chị rất là nhiều nha chị. Ngay chỗ nào vậy ta? Khán giả nhớ tên là mình. Trong này chắc cũng có nhân nè. Có bánh nào cũng có nhân hết á. Nhân à, mọi người ơi. Cái shop rau câu này ở đâu mà làm này quý chú chị ạ. Nhân bánh lăng. Không biết luôn. Bánh lăng. Nhưng mà bánh nhỏ chị đâu. À ở đây có cái shop rau câu này. Ủa vậy đây là mình đặt hay là người ta đặt mình? Cái này người ta đặt nữa, em không biết khách khán giả nào luôn. Ủa vậy? Chỉ là shop nói là biết số điện thoại em mà điện em ra nhận thôi. Rồi khán giả coi, khán giả biết luôn. À để em đặt cho anh hỏi anh đâu. Dạ dấu tên. Không biết luôn. Chứ mà em còn bất ngờ nữa mà em không biết nữa. Khán giả dấu tên nè. Giờ cắt thêm một cái bỏ đây ha. Rồi bây giờ để đây đây cúng chú đây. Đó bên đây bánh ngọt quá, nhìn bánh là dặn lắm chú ơi. Dọn bớt nhang nha cả nhà. Nhang dạ. Nhiều quá. Dấu tên ha. Sáng giờ là nhiều đồ cúng với còn năm luôn á ha. Có thiệt mấy cô chú á, 8 giờ rưỡi đó. Chỉ được 3 trái xoài à. Em với anh bạn kia là người than, hôm nay bị thiêu rồi. Em phải giữ tôi đây là ngày mai là một ngày cảm. Nhang thì cũng khủng. Rồi bánh kem, hai cái bánh kem, hai cái bánh đậu câu cũng khủng luôn. Đậu câu này bảo đảm ngon nha mọi người. Cái bánh bánh kem đậu câu nha, không phải là đậu câu không đâu mà đúng đúng bánh lăng đó nha. Đây là những bánh lăng này. Rồi để Duy Minh thắp nhang hương. Rồi thắp hương cho cậu đi. Quá đẹp rồi. Thêm có tuyệt vời. Cho chú nha. Bánh đẹp rồi đây. Quá đẹp. Cái gì của chú cũng khủng nha. Khán giả bánh cũng đã đặt. Bây giờ thì rồi, sẽ thắp nhang cho cậu. Hoa khủng đến nè. Đến đây nhận đúng rồi. À, hình cái cây đàn ha. Cái đàn guitar. Cái kia là hoa hồng.
Thì thôi Diêm Minh xin phép. Cái ý nghĩa trên cái bánh kem là 2043 là sao ta? Có chữ đó anh, chữ trên đó đó. Hẹn lên hẹn tao ngộ đó. Hẹn tao ngộ hả? Ờ, nếu có kiếp lai sinh gì đó. Ở đây nó có cái chú. Ở trên đây nó có cái thông tin của cái bánh này không? Chứ không phải bánh kem dâu câu thật là to, nhưng mà các vị tinh hoa luôn có biểu cũng như là có vị thiện thú du linh về dùng bánh và chứng nhận cho tấm lòng của tất cả bà con cô bác ở xa đã gửi cho chú một cái điều thông cả rất là đặc biệt. Và Diêm Minh cũng xin rất là cảm ơn vị khán giả này đã gửi cho Diêm Minh một cái hai cái bánh kem này để thắp cho chú và mà chú vừa ăn. Hôm nay thật cầu nguyện cho chú là mau khi thoát về mình được lạc. Cho em lại cái đó.